Yeah.
chúng con như mong con quả đồng hơi ấm. Nên nơi nơi đấu tầm khi xuân trần một đêm cô vàng, cho con được vui an, ai có cần, ai có cần, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hoa vang dậy trần gian. Giờ đây con xin trân trọng kính mời cha An Phong Xô Nguyễn Ngọc Châu, đại diện Linh Mục Đoàn và Cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội dâng lời chúc mừng Kim Khánh Linh Mục Đức Hồng Y. Con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô. Vào tháng 12 năm ngoái, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Hà Nội đoàn tụ bên Đức Hồng Y để cảm tạ hồng ân 25 năm giám mục. Năm nay cũng tháng 12, chúng con lại hiệp nhất trong nhà thờ mẹ để kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục. Hồng ân nối tiếp hồng ân, xin cảm tạ Thiên Chúa, chúng con chúc mừng Đức Hồng Y. Năm nay, Đức Hồng Y đã vào số các vị vọng thượng thọ 80 năm 1938-2018. 80 năm thật thoảng qua như lời Thánh Vịnh suy ngẫm. Từ Đà Lạt, ơn Chúa được phát triển, lớn lên dọc theo thời gian. Rồi với 17-18 năm qua, Đức Hồng Y đã dành tất cả cho chúng con với những thăng trầm của Hà Nội này. Kế thừa các tiền nhân, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, qua biến cố 1954, Ngài đã trở thành chiến sĩ đức tin nhờ ân ban của 45 năm linh mục 1933-1978. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, với biến cố 117 Thánh Việt Nam, Ngài đầy can đảm và sức mạnh nhờ ân ban của 41 năm linh mục 1949-1990. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 60 năm linh mục. Nay, Đức Hồng Y Phêrô đáng kính với tuổi 79-80, nhưng ơn Chúa đủ cho Ngài để Chúa phải được lớn lên. Chiều sâu ân sủng đó khơi nguồn từ 50 năm trước đây, trải nghiệm qua bao tháng năm dài, chúng con tri ân Đức Hồng Y đã về dạy dỗ chúng con. Với bao vất vả của tuổi cao, chúng con cảm tạ Thiên Chúa, chúng con chúc mừng lễ cưới vàng của Đức Hồng Y. Như Thánh Phêrô, lễ cưới vàng mà có vàng bạc gì đâu, nhưng chỉ là 50 năm tấm bánh bị ăn đi, 50 năm ly rượu được dốc cạn, 50 năm tấm bánh bẻ ra cho một thế giới mới. Thế giới thì mênh mông xa vời, nhưng Tổng Giáo Phận Hà Nội là đây, kỷ niệm 50 năm hồng phúc. Xin cho chúng con cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Đức Hồng Y, cầu nguyện cho Linh Mục Đoàn và cầu nguyện cho Tổng Giáo Phận của Ngài. Chúng con có bó hoa nhỏ dâng về Đức Hồng Y, xin Đức Hồng Y vui lòng đón nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
50 năm linh mục là một hồng ân rất là lớn lao. Bất cứ ơn gọi nào, ơn gọi đời sống hôn nhân, ơn gọi đời sống tu trì, ơn gọi đời sống linh mục thì đều là hồng ân của Chúa. Và quả thật, tình yêu và hồng ân của Chúa luôn luôn bao phủ chúng ta. Chúng ta đang ở trong mùa vọng và là những ngày cuối cùng của mùa vọng để chúng ta đón nhận hồng ân lớn lao, có thể nói là lớn lao nhất, là Thiên Chúa đã đến ở giữa loài người, trở nên một con người thật sự để yêu thương và cứu chuộc loài người. Cho nên Ngài vẫn muốn cái công trình đó của Ngài được tiếp nối ở trong Hội Thánh. Và trong Hội Thánh thì có nhiều chức năng, có nhiều sứ vụ mà Ngài một cách nhân không đã tuyển chọn và sai đi. Trong đó có tôi, trong đó có các cha, có các tu sĩ và tất cả anh chị em. Nếu tôi kỷ niệm 50 năm thì mỗi người trong chúng ta cũng hãy kỷ niệm những năm tháng làm con cái của Chúa và những năm tháng thi hành cái sứ vụ đối với anh chị em giáo dân, là cái sứ vụ ở giữa đời trở nên men, trở nên muối. Cho nên tôi sáng nay có gặp riêng các cha thì tôi đã thành thật mà nói tôi rất là vui để mừng lễ kỷ niệm 50 năm linh mục. Một phần lớn cũng là vì anh em, vì tất cả chúng ta, để nhớ lại cái hồng ân lớn lao Chúa đã chọn chúng ta giữa bao nhiêu người để trở nên những hàng tư tế của Chúa. Tôi xin cảm ơn trước hết là Đức cha Lorenzo. Ngài đang đi công tác, Ngài đang làm cái sứ vụ mà giáo phận đã trao phó cho Ngài. Tôi xin cảm ơn tất cả linh mục đoàn là những người anh em của tôi. Tôi xin cảm ơn các tu sĩ, các chúng sinh là những người đã muốn dâng hiến cuộc đời để phục vụ, và tất cả anh chị em là những người, là những cái đối tượng mà ơn gọi chúng tôi được sai đến để phục vụ. Xin cùng với tôi cảm ơn Chúa. Nhưng tôi cũng muốn nhân dịp này nói lên lời xin lỗi đối với tất cả mọi người, vì một cuộc hành trình 50 năm thì thế nào cũng vấp váp rất nhiều. Xin anh chị em tha thứ và tiếp tục cầu nguyện cho tôi để phần còn lại của cuộc đời tôi có thể sống tốt hơn, đạo đức và thánh thiện hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các cha. Cách riêng ở đây có cha Du Xe nữa, Đức cha Du Xe, Ngài cũng có đến dự, và tất cả anh chị em xin cảm ơn. Tôi chúng ta phải đứng lên để bắt đầu thánh lễ. No.
trong bào thai từ ngày xa xăm thuở ấy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Bài phúc âm hôm nay nói với chúng ta, Đức Maria sau khi đã nhận lời truyền tin thì đã vội vã đi lên miền núi để thăm người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đã sắp bước vào lễ Chúa Giáng sinh theo gương của Đức Mẹ. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để đón Chúa Giêsu, nhưng không phải là để giữ Ngài ở đó, mà đưa Ngài đến với tất cả những người, cách riêng là những người nghèo khó, những người cô đơn, những người bệnh tật, những người tội lỗi, nói chung là tất cả những ai đang gặp khó khăn tinh thần và thể chất. Và để cho chúng ta được nhiều ơn của Chúa ban trong hôm nay, thì những ai tham dự thánh lễ này và thật lòng sám hối ăn năn, quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi và mọi dính bén của tội lỗi, thì được ơn rộng của Tòa Thánh nhận lãnh ơn toàn xá, với điều kiện là chúng ta làm xưng tội chịu lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Giờ đây xin Chúa thanh tẩy tâm hồn còn nhiều vướng mắc và tội lỗi để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đỡ bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dựng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa đã cho chúng con được hân hoan
vì con một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây xin nhận lời dâng Chúa cầu khấn cho chúng con được ân thương phúc trường sinh khi con Chúa trở lại đầy uy quyền rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ngợi khen Israel hỡi, hãy reo mừng. Hỡi thiếu nữ thành Jerusalem, hãy sung sướng và hết lòng hân hoan. Chúa đã rút án phạt ngươi, đã xua đuổi quân thù. Chúa là vua Israel ở giữa ngươi, ngươi không còn lo sợ tai họa nào. Ngày ấy, có tiếng bảo Jerusalem, đừng sợ, và Sion, chớ buông thả đôi tay. Chúa là Thiên Chúa ngươi, ở giữa ngươi, đấng dũng mãnh, chính người sẽ cứu ngươi, sẽ sung sướng vui mừng vì ngươi, sẽ thiêng lặng trong niềm mến thương ngươi, sẽ hân hoan chúc mừng ngươi như trong ngày đại lễ. Đó là lời Chúa. Công trình hãy reo mừng trong Chúa, hãy hát khúc tân ca dâng kính Ngài. Người khen Chúa với muôn điều đàn sân, tạ ơn Ngài nào tấu nhạc lên, bài ca mới dâng lên kính Ngài, nhạc vang lừng hòa cùng tiếng hò reo. Đình cương Chúa đến muôn đời bền vững, và kế hoạch vạn kiếm còn nguyên. Thần vinh phúc dân tên kính Ngài, và nước là sàn nghiêm Chúa trọn riêng. Đoàn con nhưng vững tâm đợi trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che. Vì nơi Chúa hân hoan cõi lòng, và danh Ngài là cùng đích đợi trông. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, đảm nhiệm việc phục vụ do lòng thương xót chúng tôi đã được hưởng, chúng tôi không ngã lòng, nên chúng tôi từ bỏ những mưu trước bí ẩn. Chúng tôi không mưu mô quỷ quyệt, không xuyên tạc lời Thiên Chúa, nhưng nhờ sự giải bày chân lý, chúng tôi tự giới thiệu mình cho lương tâm mọi người trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, chúng tôi không rao giảng bản thân chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi. Chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Đức Giêsu. Bởi Thiên Chúa, đấng đã phán, sự sáng hãy từ bóng tối tỏa ra. Chính người chiếu sáng trong lòng chúng tôi, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của người trên tôn nhan của Đức Giêsu Kitô.
Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất từ chúng tôi. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Càng gần đến ngày lễ Chúa Giáng sinh, thì phụng vụ và cách riêng là các bài kinh thánh chuẩn bị chúng ta thật sự mang lấy tâm tình của ngày lễ và sống cái tâm tình đó trong các cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy, ba bài kinh thánh mà chúng ta vừa nghe để lại cho chúng ta những điều gì? Trước hết, chúng ta thấy sách ngôn sứ Sophonia sau một loạt mấy chương chỉ thấy trách móc, chỉ thấy đe dọa, thì đến cái phần kết thúc lại có một bầu khí lạc quan, tin tưởng và vui mừng. Vì sao lại có cái bầu khí đó? Là vì ý thức được rằng
Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi, Thiên Chúa đã yêu thương, Thiên Chúa vẫn còn hiện diện, cho nên chúng ta không còn gì phải sợ hãi. Và sau cái cuộc thánh luyện đã qua, thì giờ đây dân Chúa tuy rằng bớt về con số, nhưng mà cái phẩm thì tốt hơn, được gọi là cái số sót, cái số còn lại. Qua cái điều đó, chúng ta cũng phải thấy rằng ơn Thiên Chúa cứu độ, ơn Thiên Chúa xuống thế làm người, dù chưa được mọi người hay là dù chưa được đa số đón nhận đi nữa, thì ơn đó vẫn hoạt động, ơn đó vẫn thay đổi, ơn đó đã làm nên một dân riêng. Dân riêng đó chính là Hội Thánh, chính là chúng ta. Cho nên chúng ta luôn luôn phải vui mừng. Và việc vui mừng đó, đặc biệt cho những ai mà Chúa chọn cho những cái công việc, những cái sứ vụ, có thể là sứ vụ gia đình ở giữa xã hội, có thể là sứ vụ của đời sống thánh hiến, hay là sứ vụ của đời sống linh mục. Thì bài đọc 2 Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta coi những cái sứ vụ đó, chúng ta coi cái công việc phục vụ của chúng ta là không phải bởi sức lực của chúng ta, mà bởi lòng thương xót của Chúa. Và vì bởi lòng thương xót của Chúa, cho nên chúng ta đã được chọn và đã được sai đi. Ý thức được điều đó, Thánh Phaolô không đi tìm cho được thế gian khen ngợi, được những lời lãi của thế gian. Ngài chỉ có một điều duy nhất là rao giảng về Đức Kitô. Và Ngài cũng biết rất rõ ràng đó không phải là một cái sứ vụ dễ dàng. Cũng như tất cả anh chị em chúng ta, những anh chị em sống đời sống hôn nhân gia đình ở giữa đời giữa xã hội, thật sự là gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều cái thử thách. Còn anh chị em sống đời sống tận hiến, nội cái chữ bảo rằng là tận hiến, thì chúng ta thấy mình đã phải đấu tranh với các cái nghiêng chiều, với các cái đòi hỏi xấu như thế nào. Đó là chưa nói phải thể hiện cuộc sống của Đức Kitô khó khăn, vâng phục, trinh khiết ngay ở giữa đời. Cho nên không phải là việc dễ. Còn anh em linh mục chúng ta thì tuy ở bên ngoài có vẻ như là có quyền, nhưng thật sự để sống mà phục vụ thì những cái quyền đó nó trở nên cái gánh nặng cho chúng ta. Thánh Phaolô cũng gặp những trường hợp như vậy. Cho nên sau cái đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe, nếu chúng ta đọc tiếp một hai câu nữa thì chúng ta nghe Ngài nói: chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Là vì Đức Giêsu Kitô, Ngài là Chúa của chúng ta. Khi xưng tụng Đức Giêsu là Kitô, là Chúa, Thánh Phaolô muốn nói qua thập giá Ngài đã phục sinh, và Ngài vì vâng lời mà giờ đây Chúa Cha đặt Ngài để cai trị tất cả mọi loài và mọi vật. Cho nên tin và rao giảng một Đức Giêsu Kitô như vậy thì chúng ta phải luôn luôn cảm thấy rằng mình hạnh phúc. Và qua bài phúc âm, có lẽ là chúng ta chỉ cần nhớ đến cái câu cuối cùng của bà Elizabeth thì cũng đã đem lại cho chúng ta nhiều cái niềm vui. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Thưa anh chị em, tự nhiên nghĩ đến cái ngày lễ hôm nay, nghĩ đến 50 năm linh mục, cho thấy mình chẳng đáng gì. Nhưng mà lời Chúa vừa công bố cũng đã đem lại thêm cho tôi những sức lực,
vì không phải là do cái sự hiểu biết của tôi, nhưng mà ít nhất cũng có một chút cái kinh nghiệm của một thời gian 50 năm. Tôi chưa bao giờ, phải thú thật, chưa bao giờ cảm thấy mình bị lôi cuốn, bị cám dỗ để nghi ngờ về cái ơn gọi của mình. Và cũng thật sự chưa bao giờ chán nản hay lo sợ về cái chức linh mục của mình, mặc dù tôi rất là yếu đuối. Tất cả chỉ vì tin vào Chúa. Và một cái câu nào đó trong Kinh Thánh nói về ơn gọi, thì tức khắc nó đem đến cho tôi một cái sinh lực. Bất cứ những câu nào, ví dụ gần đây nhất thì chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói, Đức Thánh Cha nói rằng không có ơn gọi nào Chúa gọi mà trước tiên Ngài lại không đồng hành với chúng ta. Không phải Ngài sai chúng ta đi, nhưng mà Ngài cùng đi với chúng ta. Đó là một cái đảm bảo cho các cái ơn gọi của chúng ta, dù ở đời, ở trong nhà dòng hay là ở trong xã hội. Và Ngài còn thêm, và Ngài đã sai đi đâu thì không bao giờ mà Ngài lại không đi trước chúng ta, coi như là để dẫn đường. Khi tôi có những cái ý tưởng nho nhỏ như vậy thì tôi cảm thấy thật sự là rất an ủi. Và cũng phải thú thật với anh chị em, cái điều mà đem lại cho tôi cái niềm vui, đem lại cho tôi cái hạnh phúc, và phải thú luôn, đem lại cho tôi cái sự trung thành, đó là tôi xác tín vào cái câu châm ngôn mà tôi đã chọn khi chịu chức giám mục: Ngài phải lớn lên. Thật sự câu đó tôi chỉ chọn cách đây 26 năm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là từ khi còn giáo dục ở trong gia đình, tôi đã học hỏi và hiểu biết là mình phải khiêm tốn, mình phải nhỏ lại và hãy để cho tất cả mọi người lớn lên. Không phải là một cái mặc cảm tội lỗi, không phải là một cái mặc cảm về thấp kém, nhưng đó là sự thật. Sự thật là khi mà chúng ta tìm cách mình lớn lên là chúng ta đè bẹp những người khác hạ xuống. Sự thật là khi chúng ta muốn mình lớn lên là chúng ta đã gạt bỏ Chúa qua một bên. Và khi chúng ta muốn mình lớn lên, chúng ta sẽ thấy mình yếu đuối và cô đơn. Và chính cái điều này, có thể nói nếu tôi có một cái gì đó để đặc biệt cảm ơn Chúa và có một điều gì đó chia sẻ với anh chị em, thì tôi sẽ nói lên cái điều đó. Trong tất cả mọi việc, từ tư tưởng, lời nói đến việc làm, hãy làm cho Chúa lớn lên. Mà muốn cho Chúa lớn lên, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải nhỏ lại. Anh chị em thân mến, khi nhìn lại quá khứ và những biến cố đã diễn ra, chúng ta nhận thấy tất cả đều là hồng ân Chúa. Giờ đây, với niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các đức giám mục, các linh mục và mọi thành phần dân Chúa luôn nhiệt thành rao giảng tin mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì muôn ân huệ Chúa đã thương ban cho Đức Hồng Y Phê-rô,
trong hành trình 50 năm linh mục của Ngài. Xin Chúa tiếp tục ban cho Ngài hồn an sắc mạnh và luôn được đầy tràn hồng ân của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là đấng dựng nên cả đất trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết mọi người biết nhìn nhận Chúa là Cha, là nguồn mạch mọi ơn phúc và chỉ tìm kiếm sự hộ phù nơi một mình Chúa là Cha toàn năng và đầy lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, người luôn luôn ở gần kề. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài, và Ngài hằng giúp đỡ chúng ta khi vui cũng như lúc buồn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cảm tạ Cha đã thương ban muôn ân huệ và gìn giữ chúng con trong tình yêu của Cha. Xin Cha thương nâng đỡ và gìn giữ chúng con được hồn an xác mạnh và giúp chúng con đạt tới hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là Đấng Các Thiên Tri Loan Báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là Đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. So
thành Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho cả môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và viện cựu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại sáng nay, cho tới khi Chúa về. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con, hai Đức Giám mục Lorenzo Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chữa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an của Chúa cho nhau. Bình an của Chúa cùng. Bình an của Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì bi tích thánh thể chúng con vừa lãnh nhận hằng gìn giữ chúng con, giúp chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa và đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ được dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời Đức Hồng Y, Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây con xin kính mời Cha Chánh Văn Phòng công bố thư chúc mừng của Đức Hồng Y Philoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Thánh Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, ngày 23 tháng 10 năm 2017. Đức Hồng Y rất quý mến, ngày 21 tháng 12 năm nay, Đức Hồng Y kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục. Cùng với toàn thể dân Chúa ở Việt Nam, tôi xin gửi đến Đức Hồng Y những lời chúc mừng chân tình nhất nhân dịp đầy hân hoan này. Trước hết, trong các chức vụ linh mục, giám mục phó và giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, rồi tổng giám mục phó và tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y đã tận tâm phụng vụ dân Chúa ở Việt Nam như người tôi tớ trung thành trong vườn nho của Chúa. Đặc biệt khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội năm 2010, Đức Hồng Y đã đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha với sự vâng phục phi thường. Từ thời điểm đó, Đức Hồng Y đã hoàn thành và thành công trong việc phục vụ giáo hội tại Hà Nội, là nơi đã trải qua nhiều khó khăn. Đức Hồng Y đã dấn thân không mệt mỏi cho sự hiệp thông của dân Chúa qua việc chính mình làm gương phục vụ mọi người trong khiêm tốn và lòng tốt. Tôi thật sự trân trọng tất cả những nỗ lực mục vụ này. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết hết những hy sinh và dâng hiến của Đức Hồng Y vì lợi ích của giáo hội. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ thưởng ban chan chứa phúc lành của người cho Đức Hồng Y. Hướng về việc Đức Hồng Y sẽ kết thúc sứ vụ mục tử của mình cho dân Chúa tại Việt Nam, nhân danh Thánh Bộ này, tôi xin gửi đến Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa và những lời chúc tốt đẹp nhất trong kinh nguyện. Tôi chắc chắn rằng Đức Hồng Y sẽ tiếp tục yêu mến thiết tha và bày tỏ những ưu tư thiêng liêng đối với dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Ước mong lời cầu nguyện và sự hy sinh của Đức Hồng Y sẽ tiếp tục đóng góp cho lợi ích của giáo hội, như chúng ta nhìn thấy nơi gương sáng đạo đức của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cầu xin Chúa tiếp tục chúc lành trên những công việc mà Đức Hồng Y đã khởi sự ở Đà Lạt và ở Hà Nội, và xin người gìn giữ Đức Hồng Y khỏe mạnh để vui hưởng những hoa trái tinh thần từ các công trình tông đồ của mình. Xin mẹ Maria, nữ vương của giáo hội Việt Nam và các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cho Đức Hồng Y. Hồng Y Philoni, Tổng trưởng, Linh mục Riesak Smirky, Phó Thư ký. Xin mời anh chị em đứng lãnh nhận phép lành. Ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong anh huy hoàng, thánh hóa và đổ tràn phúc lành của người cho anh chị em, là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến. Amen. Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin
vui mừng trong đức cậy và sinh hoa kết quả trong đức mến. Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận đấng cứu chuộc chúng ta đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi người vinh quang ngự đến lần thứ hai. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm ơn, đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ, tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời. Ban lễ tân sau thánh lễ xin kính mời quý đức cha, quý cha và quý đại biểu chúng ta tiến vào sân trùng viện khu vực ẩm thực để chúng ta cùng chung vui với đức hồng y.